Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi chuyển dần sang nền kinh tế tri thức và trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày càng thể hiện vai trò quyết định của nó. Các lý thuyết tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao thì phải dựa trên ít nhất là 3 trụ cột cơ bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhận thức được điều này, các trường cao đẳng nghề trên cả nước đang có sự thay đổi rất nhiều so với giai đoạn trước bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, giúp các em học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng. Trường cao đẳng nghề An Giang là một trường như vậy. Và trong chương trình Học nghề ở đâu của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ngôi trường này. Trường cao đẳng nghề An Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật An Giang và Trường dạy nghề An Giang theo quyết định số 193 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 31 tháng 1 năm 2007. Với đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, máy móc ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dạy học và trở thành trường nghề nổi bật trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cái nguồn nhân lực mà trường đào tạo thì có cái kiến thức và kỹ năng nghề tốt, có đạo đức, có cái ý thức tổ chức kỷ luật, có cái tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt, đặc biệt là có cái khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc là tự học tập nâng cao trình độ để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cũng có an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang và một phần nhân lực trong cái khu vực đáp ứng cái nhu cầu xuất khẩu lao động. Hiện nay, nhà trường có 7 khoa và 5 phòng chuyên môn. Trường tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Uy tín và thương hiệu của trường cao đẳng nghề An Giang tiếp tục được khẳng định trong mùa tuyển sinh năm nay khi đã đón nhận một lượng học sinh, sinh viên lớn đến đăng ký học nghề. Các em được thầy cô đón tiếp ân cần và hướng dẫn nhiệt tình thủ tục để đăng ký nhập học. Do đã có sự tìm hiểu về ngành nghề từ trước, nên các em rất tin tưởng sau một thời gian không lâu nữa có thể ra trường và có một việc làm ổn định. Hôm nay em đến nhập học ở trường môn thiết kế đồ họa và em hy vọng là sau này em sẽ kiếm được nhiều việc làm, tại vì em thấy ngành thiết kế đồ họa rất là có tương lai và rất là phát triển trong thời gian sắp tới. Đến trường hôm nay thì để nhập học môn bên ngành công nghệ ô tô, để mình coi được cái nghề phát triển của bên ngành công nghệ ô tô nó như thế nào á. Thì em cảm nhận được là bên công nghệ ô tô nó đang phát triển rất là tốt và em hy vọng là trong trường cao đẳng nghề này nó sẽ có một cái cơ hội để cho em có thể tiếp tục phát triển được cái đam mê của mình. Với lại là sau khi em học xong thì ra trường em sẽ có được cái việc làm rất là vững chãi, vững tốt. Hôm nay em đến đăng ký ở trường cao đẳng nghề An Giang này với ngành công nghệ ô tô. Và em thấy ngành công nghệ ô tô nước mình đang có tiềm năng rất là phát triển. Và em nghĩ là trong nhiều năm sau nữa là công nghệ ô tô và những ô tô nước mình sẽ ngày càng phát triển. Và em hy vọng là em sẽ là một trong những kỹ sư để giúp ngành công nghệ ô tô nước mình phát triển hơn nữa. Sự háo hức trong ngày đầu nhập trường với những ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về ngôi trường, chắc chắn đây sẽ là địa chỉ tin cậy để các em học sinh, sinh viên gửi gắm nghề nghiệp trong tương lai. Và thực tế, khi được đào tạo trong ngôi trường, các em sẽ càng hiểu rõ hơn về nghề nghiệp, cũng như được đào tạo bài bản để có thể bắt tay ngay vào làm việc sau khi ra trường. Tại khoa xây dựng, trong môn thực hành đo đạc địa chính, các em sử dụng trang thiết bị tốt, đáp ứng tiêu chuẩn như ngoài thực tế của ngành. Trong thời gian 2 năm học tập tại trường thì em được quý thầy cô khoa xây dựng trường cao đẳng nghề An Giang là tận tâm hướng dẫn, vận dụng linh hoạt những cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị có sẵn tại khoa để phục vụ cho việc học tập của các em, giúp cho các em có được cái cảm giác làm việc giống với thực tế nhất. Và em cũng mong muốn là sau khi mình tốt nghiệp ra trường thì có thể tìm được một công việc ổn định theo đúng như ngành nghề mà em đang theo học. Khoa du lịch và công nghệ thời trang của trường cao đẳng nghề An Giang cũng thu hút được một số lượng lớn các em học sinh, sinh viên. Các em được học thiết kế, cắt, may và các kiểu may đo và sản phẩm công nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Thực hiện chuyên sâu, nghiệp vụ ở lĩnh vực tổ chức sản xuất hàng may công nghiệp và may các sản phẩm nâng cao thời trang, may đo dịch vụ tại nhà. Bên cạnh đó, nghề quản trị nhà hàng, nghiệp vụ nhà hàng
giúp các em thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật trong việc đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn, phục vụ một số loại đồ uống và món ăn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, chu đáo và lịch sự. Trường đào tạo các em phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác. Đây sẽ là xu hướng ngành nghề trong thời gian tới. Khi du lịch tại tỉnh An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang ngày càng phát triển. Trong các ngành nghề tại trường, thì có lẽ những nghề đạt chuẩn ASEAN và quốc tế được sự quan tâm nhiều nhất của các em. Với tiêu chuẩn cao như vậy trong đầu ra, thì các em dễ dàng tiếp cận được với việc làm tốt ngay sau khi ra trường. Tại xưởng thực hành nghề cơ điện tử đạt chuẩn ASEAN, các em vừa được dạy lý thuyết kết hợp với thực hành trong cùng một không gian. Điều này giúp các em hiểu rõ các bài học, cũng như nắm vững các thiết bị máy móc để xử lý, vận hành. Mỗi bài học đều được các giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ nhất. Bởi đây là ngành nghề đào tạo cần độ chính xác cao với những máy móc rất phức tạp, nhiều chi tiết nhỏ. Các em ra trường mà làm đúng chức năng cơ điện tử thì cái cơ hội việc làm rất cao và lương rất cao. Tại vì cái ngành cơ điện tử là ngành công là tự động hóa, điều khiển và tự động hết hoàn toàn trên dây chuyền công nghiệp. Nên lao động chứa là chất xám là nhiều, nên các em đã có lương rất là cao. Và nếu mà các em học ra trường thì các em có thể là làm việc trong các cái nhà máy mà có thiết bị cơ điện tử, hoặc là làm các cái nhân viên tư vấn về những dây chuyền công nghệ cơ điện tử, và thậm chí là nhân viên bán hàng là có những cái thiết bị liên quan tới cơ điện tử. Các em trực tiếp quan sát thao tác hướng dẫn, trực tiếp sờ nắm và sử dụng các thiết bị nên hiểu rõ cách thức vận hành tùy theo nội dung bài giảng, giúp các em thuần thục trong vận hành hệ thống cơ điện tử, bảo trì sửa chữa hệ thống tại các nhà máy, xí nghiệp. Ở khoa điện, nghề điện công nghiệp và cái nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đây là hai nghề được xác định là đầu tư trọng điểm. Như vậy thì trang thiết bị thường xuyên được đầu tư hàng năm, có thể nói là tương đối là hiện đại và nó bám sát thực tế. Và trong cái quá trình đào tạo thì chúng tôi có kết hợp với các doanh nghiệp ở bên ngoài để đưa các em vừa học mà để vừa làm. Như vậy thì cái cơ hội các em ra tiếp cận cái doanh nghiệp khi mà tốt nghiệp rồi đó thì sẽ rất là nhanh. Và như vậy thì là cái cơ hội của các em đó thì có thể nói là các năm vừa qua đó đạt từ 90% trở lên. Với nghề điện công nghiệp và cắt gọt kim loại đạt chuẩn quốc tế thì yêu cầu với các sinh viên cũng ở mức cao hơn, khắt khe hơn. Dù vậy, với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô giáo, 100% các em tốt nghiệp đều có được việc làm tốt. Bởi đây là ngành nghề mà thực sự các doanh nghiệp đang cần như thiết kế, xử lý và lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp, các mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển dùng linh kiện điện tử, mạch kỹ thuật xung số, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến. Thì nhờ chương trình đào tạo phong phú và mang tính thực tiễn, cụ thể là nghề cơ điện tử, các em được trang bị kiến thức từ lĩnh vực cơ khí đến lĩnh vực điện tử và điều khiển tự động, cụ thể là thực hành trên máy CNC, lắp ráp cơ khí, thực hành sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí khác và hệ thống điện điều khiển. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao, các nghề ở khối điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, máy công nghiệp ô tô, 100% học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của gia đình. Các ngành nghề còn lại thì có từ 85 đến 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Em đang là sinh viên năm cuối ngành công nghệ ô tô của trường Cao đẳng nghề An Giang. Thì trong quá trình học tập em được đào tạo rất là kỹ càng về thực hành và lý thuyết, thì em được tiếp cận rất là nhiều loại máy móc hiện đại của trường với sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các thầy cô. Mong muốn của em khi ra trường em sẽ được làm đúng với cái ngành nghề mà mình đam mê và ý thích. Hiện nay, công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trong những năm qua là bài toán nan giải và đang dần được giải quyết để nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào. Mùa tuyển sinh năm nay, trường chia làm 3 đợt và đợt nào cũng thành công, vượt chỉ tiêu khi số lượng các em học sinh, sinh viên đến đăng ký tham gia đông, cho thấy phụ huynh và các em đã có sự nhìn nhận khác về trường nghề. Tỷ lệ việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp của trường là khá cao. Theo kết quả lồng vớt hàng năm thì tỷ lệ này từ 85 đến 90%.
các em sau 6 tháng tốt nghiệp là có việc làm. Riêng đối với một số nghề như là may, cơ điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô, rồi nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn thì tỷ lệ này là 100%. Thì các em đi làm ngay hoặc là có thể là tự lập nghiệp với sự hỗ trợ của gia đình, hoặc là các em có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng, đại học. Với phương châm chọn đúng trường, học đúng nghề, làm đúng đam mê, ngoài các lớp chính quy trung cấp, cao đẳng, trường còn liên kết các trường đại học uy tín như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp đại học liên thông từ cao đẳng, trung cấp, đại học văn bằng 2, đại học trực tuyến, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có cơ hội nâng cao trình độ hoặc có thêm văn bằng 2 khi đã đi làm. Để đáp ứng được cái nhu cầu đào tạo những cái ngành nghề trọng điểm đó, thì hiện nay là nhà trường tập trung cái đào tạo cái đội ngũ nhà giáo có cái trình độ là chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời là tập trung đầu tư cơ sở vật chất và kết nối với các cái doanh nghiệp trong cái vấn đề là triển khai cái mô hình đào tạo kép. Hiện nay thì là nhà trường là đang tiếp tục là liên kết với lại đại cái sứ quán của Cộng hòa Liên bang Đức, rồi Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản để trao đổi hợp tác cái kết nối cái chương trình đào tạo với lại các cái quốc gia đó. Trên cơ sở đó thì sẽ là đưa sinh viên để hợp tác lao động ở nước ngoài. Năm học 2020-2021, trường tiếp tục tăng quy mô mô hình đào tạo kép, hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hỗ trợ trường đào tạo tại doanh nghiệp và hỗ trợ một phần chi phí trong quá trình học sinh sinh viên tham gia học tập tại doanh nghiệp. Học sinh sinh viên sẽ hứng thú và sẽ xác định rõ học xong có việc làm thuận lợi, có mức tiền lương tương xứng với trình độ đào tạo, tránh được tình trạng bỏ học mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Đặc biệt, trường có thế mạnh với 6 nghề trọng điểm, 2 nghề trọng điểm cấp quốc tế, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, 3 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử. 1 nghề trọng điểm quốc gia, quản trị nhà hàng. Trường đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại tiêu chuẩn Việt Nam và tiến tới đạt chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với thực tiễn, khoa học, hiện đại, linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. Trong cái thời gian tới thì nhà trường sẽ tập trung để nâng cao cái chất lượng đào tạo và với cái mục tiêu là cái trường chất lượng cao. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì nhà trường là trong cái chiến lược của mình thì tập trung là phát triển các cái ngành nghề đào tạo, đặc biệt đó là chú trọng vào các cái nghề trọng điểm quốc gia, mà các cái nghề trọng điểm ở các cái cấp độ quốc tế, rồi cấp ASEAN cũng như nghề trọng điểm quốc gia để là thu hút cái người học. Và cũng hy vọng là sau qua cái đào tạo thì là các em sẽ là được là xuất khẩu lao động qua các cái nước tiên tiến. Theo cái đề án của Ủy ban nhân tỉnh thì sẽ sắp xếp lại mạng lưới các trường, các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở trong tỉnh. Theo cái đề án này đó thì cái hướng tới thì tỉnh sẽ là sắp xếp lại mạng lưới các cái trường, và như vậy thì trường cao đẳng nghề An Giang sẽ đảm nhận một cái sứ mạng hết sức là quan trọng, đó là giữ cái vị trí trung tâm trong các cái cơ sở đào tạo cái nghề nghiệp trong tỉnh, để là tập trung cái nguồn nhân lực cũng như là cái cơ sở vật chất để hướng tới cái đào tạo là cái công nhân lao động trong tỉnh đạt hiệu quả cao hơn. Trong thời gian tới, trường cao đẳng nghề An Giang nhắm tới mục tiêu cao hơn, đào tạo nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động có trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng, đáp ứng nhu cầu việc làm tại tỉnh An Giang và trong khu vực. Chất lượng đào tạo sẽ ngày càng được nâng cao với sự đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tư duy sáng tạo, năng lực của học sinh, xem trọng khâu rèn luyện kỹ năng thực hành, hình thành năng lực thực tế sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho xã hội và trở thành một trong những trường nghề trọng điểm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chiến lược phát triển, trường cao đẳng nghề An Giang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đạt mục tiêu trường chất lượng cao, mở rộng liên kết đào tạo với các trường có trình độ dạy nghề tiên tiến trong khu vực, chuẩn hóa đầu ra, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong tiến trình hội nhập quốc tế, đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. Tới đây, chương trình Học nghề ở đâu của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.